vì sao việc khởi tố bắt giam vợ chồng Bảy Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều. Một trong những chủ đề liên quan đến chính trường Việt Nam được công luận quan tâm và theo dõi và bám sát nhất có lẽ là việc xử lý các sai phạm của cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông ta. Cách đây ít lâu, giới thạo tin tiết lộ một bộ phận lãnh đạo cấp cao trong đảng đã nhận được tài liệu phổ biến nội bộ, nội dung là phải triệt hạ bằng hết chân rết quyền lực của ông Phúc cùng với đồng đảng ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Theo đó, đây là một phe nhóm chính trị rất nguy hiểm, đã gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ của đảng và đã thực hiện các hành vi tham nhũng có tổ chức với quy mô hết sức nghiêm trọng. Phe cánh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng hệ thống truyền thông do ông Nguyễn Công Khế cầm đầu để hỗ trợ đưa tin cho cuộc chiến nội bộ giữa các phe cánh trong đảng. Đó cũng là lý do vì sao cựu tổng biên tập báo Thanh Niên ông Nguyễn Công Khế, người được mệnh danh là ông trùm truyền thông, thì lại bị bắt vào đầu năm 2024. Ở thời điểm đó, giới thạo tin đã tin rằng nạn nhân tiếp theo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ là Bảy Phúc, chứ không phải là ông Tư Sang, một người được cho là đại ca trực tiếp của ông Khế. Công luận đặt vấn đề và câu hỏi tại sao sau khi ông Phúc bị buộc phải thôi chức Chủ tịch nước vào năm 2023, người ta thấy ông Bảy Phúc bất ngờ đến thăm cựu Thủ tướng Ba Dũng tại Tư Gia ở Sài Gòn. Tại sao người xử lý ông Bảy Phúc là Tổng Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó chỉ là đầu sai của Tổng Bí Thư, nhưng Bảy Phúc vẫn biết rất rõ tiếng nói của ông Ba Dũng có trọng lượng trong mọi quyết sách của Bộ trưởng Tô Lâm. Điều đó cũng có nghĩa là ông Phúc đã biết rất rõ mối quan hệ trong bóng tối giữa Tô Lâm và ông Nguyễn Tân Dũng. Trở lại vấn đề, các nguồn tin nội bộ cho biết hồ sơ điều tra của Bộ Công an đối với các hành vi sai phạm của ông Phúc và phu nhân là bà Trần Thị Nguyệt Thu có liên quan đến việc nhận hối lộ, rửa tiền đã được đặt lên bàn làm việc của ông Tô Lâm. Vẫn theo giới thạo tin, hồ sơ này sẽ được đích thân Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng trước khi chuyển tới các thành viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu. Cuối cùng, hồ sơ sẽ được thống nhất trong một cuộc họp xét kỷ luật của Bộ Chính trị có sự tham gia của các thành viên Ban Bí thư. Theo nguồn tin nội bộ, hàng loạt hành vi sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ông Phúc phải giải trình về việc dùng quyền lực và cá nhân để can thiệp chỉ đạo một số vụ án. Đó là lý do vì sao, theo nguồn tin, không chỉ có vợ, chồng ông Phúc, mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố, bắt giam trong thời gian sắp tới, sau khi Bộ Chính trị họp bàn thông báo kết luận cuối cùng. Công luận cho rằng, trong thời gian hơn 13 năm cầm quyền, trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã chống tham nhũng một cách nửa vời. Điều đó đã đánh mất sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của người dân, dẫu trên tinh thần đốt lò không có vùng cấm, không có ngoại lệ để làm gương, nhưng việc truy tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi cả làng tham nhũng chứ có phải mình ông Phúc đâu. Nghĩa là không chỉ xử lý một trường hợp của ông Bảy Phúc mà phải xử lý tất cả những người có liên quan. Có lẽ đây là lý do khiến việc xử lý, khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà ông Tô Lâm và Bộ Chính trị sẽ còn phải nâng lên, đặt xuống rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao việc khởi tố bắt giam vợ chồng Bảy Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều. Lật lại hồ sơ về trách nhiệm của người đứng đầu đối với Tổng Trọng, tại sao không? Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một kẻ tham vọng quyền lực chưa từng có. Nhiều người tiếc cho ông phải qua đời trên chiếc ghế quyền lực thay vì an vui tuổi già với gia đình và con cháu. Một trong những lý do khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bám ghế đến hơi thở cuối cùng vì ông sợ cá ăn kiến rồi sẽ tới ngày kiến ăn cá. Cũng bởi vì tham vọng quyền lực quá lớn, Tổng Trọng sẵn sàng hủy diệt tất cả những đồng chí cũng tham vọng quyền lực dám nhòm ngó vào chiếc ghế của ông. Đó là lý do công luận cho rằng Tổng Trọng gây thù chuốc oán quá nhiều nên đã bị quả báo, và câu chuyện ông Trọng bị các đồng chí trong đảng chủ động rút ống thở như đồn đoán có lẽ từ đó mà ra. Đây cũng là một trong những lý do, theo giới quan sát, ông Ba Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong công cuộc cải tổ sắp tới đây. Và khả năng cao là mọi di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bị dỡ bỏ. Trên mạng xã hội đã xuất hiện ý kiến cho rằng cần phải giải thiêng về công và tội của Tổng Trọng để phán xét công minh trước lịch sử, ít nhất là về phương diện pháp lý. Làm điều này để cho công chúng thấy rằng sự thật Tổng Trọng là người như thế nào, có giống như cỗ máy tuyên truyền của nhà nước Việt Nam tô son chát phấn bấy lâu nay hay không. Công luận cho rằng công cuộc đốt lò của Tổng Trọng
thiếu sự công bằng và hành xử theo lối nhất biện trọng, nhất biện khinh. Rõ ràng ông Trọng thiên vị với các đối tượng cùng phe phái, cùng một sai phạm có quy mô như nhau, thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần, nhưng người của phe ông Trọng thì sẽ an ổn, chỉ bị kỷ luật rất nhẹ nhàng qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Trong khi các nhân vật không cùng phe thì Tổng Trọng chỉ đạo xét xử với những bản án hết sức nặng nề. Đó chính là lý do vì sao ngay sau khi ông Trọng qua đời, vấn đề xử lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trách nhiệm người đứng đầu đã được đặt ra. Dù có ý kiến phản đối khi cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua chuyện của quá khứ bất kể đó là tội lỗi gì, đa số người dân Việt Nam có thể quên hay không biết rằng lúc sinh thời Tổng Trọng từng ban hành chỉ thị xử lý tất cả các quan chức tham nhũng bất kể họ đã nghỉ hưu, thậm chí đã qua đời để thu hồi tài sản tham nhũng. Trong 3 năm đầu nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao đã buộc phải thôi chức, từ nhiệm hay tước bỏ tất cả những chức vụ trong quá khứ. Do đó, việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với Tổng Trọng là điều cần thiết nếu như có đầy đủ chứng cứ đưa ra. Kể cả việc làm rõ đại án Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long, mà ông Trọng trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm thất thoát của nhà nước tới hơn 3.000 tỷ đồng khi đó, là một số tiền rất lớn. Theo giới chuyên gia, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã được hiểu là khi xảy ra vi phạm tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì người đứng đầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy tại sao trong thời gian qua, một loạt các quan chức cấp cao trong bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ cũng như quốc hội đã bị xử lý kỷ luật và phải chủ động xin thôi chức như ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai v.v. Nhưng trách nhiệm người đứng đầu lại không bị xử lý? Đây là câu hỏi đặt ra trong cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công luận cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh là những nạn nhân trực tiếp trong cái gọi là đốt lò chống tham nhũng của Tổng Trọng. Nay đã đến lúc ông bà Dũng cần đề nghị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để xử lý nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ để làm gương. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin lật lại hồ sơ về trách nhiệm người đứng đầu với Tổng Trọng. Tại sao không? Liệu Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không? Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong một cuộc cải cách cho thấy di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là bị dỡ bỏ, đặc biệt là công cuộc đốt lò và sự lựa chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo thống kê, danh sách những ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến ngày 17 tháng 8, nếu tính trên 180 ủy viên chính thức đầu khóa 13 thì tỷ lệ hao hụt lên tới 14,4%. Danh sách này chỉ gồm những người đã bị loại bỏ do bị kỷ luật nhưng đã chủ động xin thôi chức, không tính những trường hợp nghỉ vì các lý do khác. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã để lại di sản là việc các quan chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam ăn không thừa chừa một thứ gì của dân. Một kẻ tham nhũng như Võ Văn Thưởng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023 từng phát biểu rằng ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng thể hiện sự bất công theo lối nhất biện trọng, nhất biện khinh. Ông thiên vị những người cùng phe cánh, dù cùng một sai phạm quy mô như nhau, nhưng có người bị khởi tố hình sự với bản án hết sức nặng nề, nhưng người thuộc cánh hầu của ông Trọng thì chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Thậm chí người cùng phe với ông Trọng phạm tội nặng hơn vẫn được cho qua. Chỉ cần so sánh hai trường hợp, cùng là cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng và Lê Thanh Hải thì thấy rất rõ. Trong một thể chế chính trị độc đảng như ở Việt Nam, việc các quan chức tham nhũng hay lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi là điều tất nhiên, vấn đề chỉ là tham nhũng quy mô lớn hay tham nhũng nhỏ. Công luận thấy rằng nếu sử dụng cách Tổng Trọng chỉ đạo, áp tội trong Đinh La Thăng thì có đến 99% là lãnh đạo cấp cao đều phạm tội cả. Vậy mà ông Thăng lại là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất phải nhận bản án tù trên 40 năm làm tròn thành 30 năm. Tới mức ra trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng phải thốt lên cay đắng: hãy đối xử với tôi như một con người. Khác gì ông Thăng nói rằng Tổng Trọng còn ác hơn cầm thú. Trong khi đó, hàng loạt các quan chức cấp cao khác từng nhận hối lộ hàng triệu đô la thì được rút kinh nghiệm và cho thôi chức mà thôi. Ông Lê Thanh Hải, một kẻ mệnh danh là sâu chúa, qua hai lần bị kỷ luật, cuối cùng cũng chỉ cách hết chức vụ cũ, đã hết nhiệm kỳ và được hạ cánh an toàn. Đó là lý do những ngày gần đây trên mạng xã hội có bình luận cho rằng
ông Đinh La Thăng, một đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng sẽ sớm được xem xét giảm án, tiến tới được đặc xá, ân xá, tương tự như bị cáo Chu Ngọc Anh, một đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để tính được khả năng vừa kể trên, vì ông Thăng chưa chấp hành đủ một nửa bản án. Trong lúc đó, ông Tô Lâm vừa nhậm chức đang phải giải quyết muôn vàn chuyện đại sự quốc gia. Nhưng cũng có nhận định cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng, một lãnh đạo gốc Nam Bộ, một người có trách nhiệm cũng như có tình thương với các đàn em, chắc chắn đã có các cách để giải cứu ông Đinh La Thăng, cũng như những đàn em khác là nạn nhân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, với tình hình nhân sự lãnh đạo cấp cao tại thời điểm hiện nay, việc các khối tư pháp như Bộ Công an, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao đều nằm trong sự bao trùm và chi phối của Tô Lâm. Việc cái gọi là trường hợp đặc biệt ngoại lệ sẽ được áp dụng như cách Tổng Trọng thường sử dụng trước đây. Trong một thời gian không xa, ông Đinh La Thăng có thể sẽ được giải cứu. Đây là một sự bất ngờ ít ai nghĩ đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin liệu bị án Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.